Cảm ơn Chúa vì buổi sáng nay tôi được chia sẻ lời Chúa tại đây. Trong gần một tháng trở lại đây, khoảng ngày hôm nay là khoảng 19 ngày rồi, hôm nay là ngày 19 tháng 5 đúng không? Tôi còn nhớ những cái ngày đầu của đầu tháng, tháng 5 này, chúng ta hội thánh chúng ta có những cái buổi cầu nguyện, thực ra là buổi cầu nguyện trước khi đi ngủ thì đúng hơn. Cũng thành lập ra một cái buổi cầu nguyện như vậy. 15 ngày đầu tiên thì có một số những anh chị em thôi, bởi vì tôi cũng không muốn nhiều người vào đó, anh chị em có nhiều việc khác nhau. Nhưng thực sự chúng ta cầu nguyện chỉ cho một cái nhu cầu cụ thể rất đặc biệt, đó là cầu nguyện cho công việc tài chính của anh chị em con cái Chúa. Còn cá nhân tôi thì có những ngày tôi cầu nguyện để cho sự khôi phục của hội thánh, cho những anh chị em họ đã từng đến hội thánh, họ sẽ quay trở lại. Và tôi có niềm tin như vậy. Thực ra là anh chị em ạ, về cầu nguyện như vậy thì một thời gian cho đến khoảng 15-16 ngày chúng ta cũng có cái sự cầu nguyện để những công việc của anh chị em trong hội thánh được khôi phục lại, những hợp đồng, những con người đã từng cộng tác với họ và không hiểu tại lý do gì mà họ không còn hợp tác nữa, nhưng chúng ta cầu nguyện để những người đó quay trở lại để hợp tác lại cùng với những con cái Chúa ở trong hội thánh về công việc. Rất là lạ kỳ. Tôi được nghe rất nhiều lời làm chứng rằng là có nhiều những cái hợp tác, có nhiều những cái mối quan hệ ở trong công việc được quay trở lại, lại làm lại từ đầu. Và điều đó tôi rất được khích lệ anh chị em ạ. Tuy rằng không phải tất cả chúng ta đều vào cầu nguyện, nhưng tất cả những anh chị em cầu nguyện thì là những người cầu nguyện cho hội thánh. Và bắt đầu từ ngày 15 trở đi thì chúng ta cầu nguyện đông hơn, có hôm 80 người, có hôm 88 người. Anh chị em biết rằng là mấy chục người mà cầu nguyện cho tài chính của và công việc của anh chị em trong hội thánh thì thực sự anh chị em cần phải biết rằng đó là sức mạnh của hội thánh. Nên anh chị em nếu mà chưa biết cái thông tin này hãy vào nhé, lúc 10:15 chúng ta sẽ cầu nguyện cho điều đó. Và về phía hội thánh tôi thấy rằng nhiều anh chị em đúng là trong công việc, trong đời sống có những lý do nhất định mà họ bận bịu công việc hay là lý do nào đó họ không đến được hội thánh, và bây giờ họ quay trở lại anh chị em ạ. Và điều đó là điều mà thực sự Chúa nhậm lời chúng ta. Amen anh chị em, Chúa yêu ai thì Chúa yêu cho đến tận cùng, chắc chắn là như vậy. Quan trọng là chắc chắn rồi, quan trọng là họ còn tấm lòng, còn đức tin nơi Chúa, chắc chắn Chúa sẽ gọi họ quay trở lại với hội thánh. Và đúng như vậy, ngày hôm nay trong buổi tối, trong buổi sáng em chúng ta có đôi vợ chồng, họ cũng đã đến hội thánh nhóm lại. Amen anh chị em, chúng ta vỗ tay cho Chúa của chúng ta. Đó là kết quả của sự cầu nguyện anh chị em ạ. Nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện nhé, để cho công việc hội thánh, để cho những anh chị em ở trong hội thánh họ đã từng đến với Chúa, nhưng có rất nhiều lý do anh chị em ạ, có nhiều lý do lắm mà chúng ta không thể biết được, và thế gian, ma quỷ và nhiều điều khác nữa đã làm sao kéo họ rời khỏi Chúa, rời khỏi hội thánh. Nhưng mà chúng ta cứ bền lòng cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục mang họ đến hội thánh. Amen anh chị em, lạy khen Chúa của chúng ta. Là chúng ta đến với lời của Chúa nhé, anh chị em hãy cùng tôi mở trong Thi Thiên số 1. Tôi đặt đề tài cho ngày hôm nay một cái đề tài mà tôi thích đặt theo kiểu này hơn, đó là Google Map phước hạnh. Nếu mà nói đúng hơn thì tôi muốn đặt là những chỉ dẫn phước hạnh, nhưng mà tôi sẽ đặt cái tiêu đề như vậy nghe cho nó nó lạ lạ hơn một chút, đó là Google Map phước hạnh. Tôi muốn đọc cho anh chị em từ câu 1 cho đến câu 6, bởi vì trong Thi Thiên này chỉ có 6 câu thôi. Tôi muốn đọc cùng với anh chị em. Thi Thiên: Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa, đúng tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Vì thế kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội những người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Amen. Không biết anh chị em đã từng đi bằng Google Maps chưa nhỉ? Ở đây ai từng đi bằng Google Maps chỉ dẫn? Tôi cũng phần lớn là tôi sẽ đi bằng chỉ dẫn như vậy. Nhưng mà không hiểu tại sao có những lúc mà chỉ dẫn, có một lần tôi nhớ là ít nhất là một lần, Google lại chỉ tôi ra ruộng và có bãi thăm ma. Bảo là đi thẳng rẽ trái 20 mét nữa là tới. Thì buổi tối mà thì mình cũng nghĩ là chắc là chuẩn bị tới cái nhà đấy rồi.
Nhưng mà đi đúng góc cụt ra đồng ruộng và xung quanh đó là những cái gọi là bãi tha ma thì đúng hơn, những cái chỗ người ta chôn người. Và công nhận là cô Google Map này chỉ đường chuẩn thật. Không chỉ lần đó mà nhiều lần ở trong phố cũng bị chỉ vào đường một chiều hoặc là cấm ô tô. Anh chị em thấy rằng đôi khi chúng ta có chỉ dẫn ở dưới đất này này, chúng ta sống đời sống bình thường, chúng ta có những chỉ dẫn mà chúng ta còn đi lạc lối, thậm chí còn đi vào đường cấm bị công an phạt, thậm chí đi vào đường ngược chiều bị công an phạt, thậm chí đi sai đường dẫn đến từ ngoài đường quốc lộ đi đến vào trong gì đường mà người ta trồng lúa trồng cây, xong đi vào, thậm chí là đi vào bãi tha ma như tôi vậy. Nhưng anh chị em ạ, ở trong lời Chúa cũng có hướng dẫn, cũng có những chỉ dẫn để khiến chúng ta bước vào sự phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nhưng đôi khi chúng ta cũng không đi theo những chỉ dẫn đó. Và Thi Thiên chương 1 là một trong những cái chỉ dẫn mà tôi rất thích. Ở ngay câu đầu tiên, anh chị em hãy nhìn vào Kinh Thánh. Phước cho người nào? Cái từ phước ở đây ấy, nếu mà trong tiếng Anh chúng ta hiểu như thế này. Trong tiếng Anh tôi lấy ví dụ như từ happy chẳng hạn, hay là joy. Happy nghĩa là vui mừng. Vui mừng ở đây là vui mừng từ bên ngoài, từ bên ngoài vào. Nhưng mà joy ở đây là vui mừng từ bên trong ra. Anh chị em hiểu nhá, hai cái vui mừng này nó khác nhau. Nhưng mà từ phước đây là bless thì nó khác là gì? Phước hạnh từ trên xuống, nó khác nhau. Nó có một sự vui mừng, chúng ta có phước, chúng ta cũng vui mừng. Nhưng mà cái sự vui mừng này, cái sự phước hạnh này, nó từ trên xuống. Nếu mà chúng ta đọc trong bản dịch bằng tiếng Anh, từ đầu tiên của câu đầu tiên của Thi Thiên chương 1 cũng là bless, rất là rõ ràng, nghĩa là phước từ trên trời xuống. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Khi tôi đọc cái đoạn này, tôi nhìn thấy ba cái chỉ dẫn rất là quan trọng để cho một con người hay là để cho một cơ đốc nhân bước vào cái sự phước hạnh ở trong Chúa. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác. Cách đây khoảng 20 năm về trước, tôi đã từng bán hàng ở bên Nga. Trước khi tôi bán giày dép thì tôi cũng đã có một thời gian bán cùng với một người anh em ở chợ hoa quả, người bán buôn hoa quả. Người anh em đó đã từng làm ở đấy trước rồi, thì rủ tôi đi làm cùng, thì tôi đi làm cùng. Chúng tôi ngồi một cái chỗ dạp hàng rất đẹp, đối diện cửa ra vào, đẹp lắm. Ngồi bên cạnh là một cô gái người Tàu. Và 3-4 ngày đầu tiên tôi đi bán hàng, tôi thấy cái người bên cạnh người Tàu thỉnh thoảng cầm cái tay này, víu cái cân ấy, từ 1 cân cho đến 1,5 cân, xong rồi ví dụ như đổi cà chua, đổi hoa quả, nghĩa là đổi quả xấu với quả nghĩa là kết quả mà nó xấu ấy, đổi cháo nhau. Thực ra là nói thật với anh chị em, Tây thì họ cũng nói thật là gọi là ngang ngố thì đúng hơi thật, họ không bắt đầu kiểm tra cái điều đó đâu. Bảo 1 cân thì trả 1 cân, bảo 2 cân thì trả 2 cân, họ tin người đó. Và mình nhìn thấy mình thấy lạ, nhưng quay sang ông anh của mình bán hàng cùng với mình, ông anh cũng làm như vậy. Mình chưa bao giờ, tôi thực sự anh chị em, tôi chưa bao giờ tôi có ý nghĩ rằng mình sẽ bán cái cân. Và mình nghĩa là cái cân nó có 2 mặt, anh chị em hiểu không? Cái mặt trong thì tháo cái kính ra và để cái cân nó nhô lên như này sát với mặt mình, nhưng chỉ cần cho cái tay này kéo cái đầu cân thôi là 1 cân nó có thể thành 1 cân 2. Nhiều lúc tôi thấy anh ấy kéo lên phát 1 cân 1, anh kéo một phát thành 6 cân, mình bảo nhiều thế này, có tí này anh kéo 6 cân, ai mà tin được. Nghĩa là mình nhìn thấy kiểu nhỡ tay kéo một phát nó lên quá nhiều cân. Và thời đó tôi tin Chúa nhé, chưa tin Chúa nhé, chưa tin Chúa, cái đứa 25 rồi. Đấy là khoảng năm 2005, 2003. Và thực ra từ đầu tôi không làm đâu, mỗi lần tôi thấy anh làm như vậy, đúng là mưu của cái ác thật anh chị em ạ. Dần dần anh bảo thôi, làm thử đi rồi cũng quen. Thì có đôi ba lần tôi cũng kéo cái cân, nhưng mà tôi kéo hơi thô. Và 2 lần tôi kéo tôi bị bắt. 2 lần tôi bị kéo tôi bị bắt. Và dơ vô cùng anh chị em ạ, cực kỳ dơ. Rõ ràng người ta mua có 1,7 cân, tôi nhớ 1,7 cân hay 1,8 cân, họ mua cái quả lê của Uzbek ấy, rất ngon và rất to.
Nhưng mà tôi kéo thế nào 1 cân 7 cân 8 mà thành ra 3 cân. Anh chị em nó không thể, người ta không thể tin được, có mấy quả thế này mà đã 3 cân. Thế là người ta đi một đoạn, người ta tính tính nhấc thế này. Tây thì không bao giờ họ theo kiểu Việt Nam, nghĩa là cân chỗ này xong rồi sẽ mang sang các cân nhờ. Nhưng hôm đấy cái bà này bà cân nhờ từ 1 cân 7 mà trở thành gần 3 cân, không chịu được nữa, bà ấy cầm cả cái túi hoa quả bà ném vào mặt tôi. Mà lúc ấy mình dơ vô cùng anh chị em ạ. Thực ra tôi không được, tôi học, nhưng trong tư tưởng của mình cũng không bao giờ nghĩ được cái trò như vậy. Anh chị em hiểu ý tôi không? Cầm cái cân này còn víu ra đằng sau này, nghĩa là mình chỉnh để cho nó tươi đi thì không sao, nhưng mà đây cân hai mặt, cho cái cân vào trước mặt mình như này để víu một phát như này cho nó, nghĩa đấy anh chị em hiểu nhé, cái cân trước mặt sau nó giống nhau, chỉnh như vậy được. Và anh chị em ơi, đúng thật là vước cho những kẻ nào chẳng theo mưu kế của cả. Tôi dường như là theo mưu kế đó. Và thực ra tôi ân hận vô cùng mỗi lần mình làm, mình nghĩ ra cái cân như vậy. Thực ra về sau tôi không làm cái trò đấy nữa, tại vì tôi không bán với anh nữa. Không bán với anh nữa tại vì tôi thấy nó hơi gian. Thực ra là gian chứ không phải là hơi gian. Rất là gian. Anh chị em ơi, nếu như chúng ta là người tin Chúa mà chúng ta cũng làm như vậy thì tôi nghĩ rằng sẽ không được phước. Chắc chắn như vậy. Chúa nói là phước cho những người nào không chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân. Mưu kế của kẻ ác, anh chị em ơi, người không tin Chúa họ luôn có những mưu kế, luôn có những mưu kế. Đúng là tôi nghĩ là không phải 100% những người ở trong xã hội này đều có mưu kế, nhưng mà luôn, anh chị em ạ, luôn có những mưu kế. Anh chị em cũng thấy không, giống như những người đi câu cá ấy, thực ra này Chúa làm cái mồi giả, anh chị ơi, nó còn có cả cái mồi giả vầy thế này, cá này theo đốp, anh chị em ạ. Con người luôn luôn nghĩ ra những cái gì nó giả, anh chị em ạ. Những cái gì nó giả, anh chị em, nếu anh chị em muốn được phước ở trong đời sống kinh doanh, đừng bao giờ theo mưu kế của kẻ ác. Anh chị em ạ, Đức Chúa Trời sẽ không ở trong cái sự phước hạnh đó. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ chúc phước cho cái điều đó. Chẳng đứng trong đường gì? Đường tội nhân. Anh chị em ơi, người ta rất dễ được phạm tội. Để định nghĩa về con người phạm tội thì rất dễ anh chị em ạ. Rất dễ khi chúng ta không ở trong Chúa, rất dễ chúng ta sẽ phạm tội. Tôi nhớ tôi lấy ví dụ như ở trong hội thánh của chúng ta có nhiều những anh chị em kinh doanh khác nhau. Hôm tôi xuống chỗ Mông Dương, tôi thấy một gia đình nhà một người anh chị em buôn bán những dụng cụ về giống như là đồ gia dụng thì anh chị em biết có nhiều những hãng khác nhau, Vidacera này, Toto này, hay là một số những cái hãng khác nhau, và có giá chênh lệch nha anh chị em nhé. Anh chị em biết là có giá chênh lệch khác nhau, có cái loại thì bán 1 triệu, nhưng ví dụ như là bao bô rửa tay đấy, có cái loại thì 1 triệu, nhưng mà có những cái loại hẳn 10 triệu cơ, nhưng mà có cái loại thì 600 nghìn thôi. Và đôi khi chúng ta nghĩ này, giá của 600 nghìn, giá của 1 triệu, giá của 10 triệu nó khác nhau. Nhưng có những người bán buôn anh chị em ạ, có những người bán buôn, họ đến họ chào hàng. Rất có thể họ chào hàng một cái hãng, ví dụ một cái hãng Toto chẳng hạn. Ví dụ như vậy, bình thường ở ngoài bán 1 triệu, nhưng đây họ làm gia công, chỉ bán buôn khoảng 500 thôi, là chênh lệch khoảng 500 nghìn rồi. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Và chênh lệch khoảng 500 nghìn, và khi chúng ta mua cái sự chênh lệch khoảng 500 nghìn đó, chúng ta về nhà, chúng ta đặt vào đấy, sau chúng ta chúc phước cho cái nhãn hiệu đó, mặt hàng đó. Chúa ơi, xin ban phước cho mặt hàng này. Anh chị em, Đức Chúa Trời có hiện diện ở trong mặt hàng đó không? Không, hay nói người bên cạnh rằng không. Không có vẻ nói bé đấy nhỉ? Anh em không dám tự tin để nói không mạnh như nào? Hãy nghe này, Đức Chúa Trời không tạo ra đồ giả. Đức Chúa Trời, Ngài yêu thích hàng xịn. Thực ra tôi không khuyến khích anh chị em mua đồ hiệu, không phải như vậy. Nhưng hãy dùng đồ tốt để cho cái tâm trí của chúng ta luôn dùng, luôn ưa thích những điều tốt. Nếu mà chúng ta luôn ưa thích hàng giả, tôi lấy ví dụ như tôi rất thích của một ông mục sư đến Việt Nam. Ông nói rằng, thực ra chúng ta mua 1 chai coca, chúng ta uống hết coca rồi, và cái vỏ thường thường người ta sẽ vứt đi đúng không anh chị em? Nhưng mà nhiều người dùng cái vỏ đó để làm sao? Rửa sạch đi, đựng nước trắng vào đó, để vào trong tủ lạnh uống dần.
Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Nhưng mà làm như vậy thì không bao giờ chúng ta có một cái bình đựng nước xịn. Hiểu ý tôi nói không? Nếu như chúng ta không dùng cái chai Coca đó, bỏ tiền túi ra mua một cái bình nước, thì chúng ta sẽ có một cái bình nước xịn. Bởi vì cái chai, cái bình nước từ Coca đó, nó chỉ dành riêng cho đựng Coca thôi. Còn đây chúng ta dùng cái bình đó để đựng nước uống hàng ngày. Và tâm trí đó, cái điều, cái việc làm đó nó ăn sâu vào trong lối sống của chúng ta. Và nếu như chúng ta không thay đổi thì rất dễ, giống như tôi nói lấy ví dụ ở trong Kinh Thánh, là chúng ta sẽ đi đứng trong đường tội nhân. Rất dễ. Cái người mà giao hàng kia, cái người giao hàng kia, nếu mà chúng ta ưa thích cái đồ rẻ, ưa thích đồ rẻ, bán đồ rẻ, anh chị em ơi, để làm sao mà có lợi nhuận, anh chị em ơi, không bao giờ được phước ở trong điều đó. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đứng ở cái chỗ đó để chúc phước cho chúng ta đâu. Điều đó là điều chắc chắn. Chúng ta không thể mời gọi Đức Chúa Trời thánh khiết để vào chúc phước cho cái điều mà chúng ta làm sai trái. Đúng không anh chị em? Chắc chắn điều như vậy. Điều thứ ba chúng nói này, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thực ra có một người chị em hỏi tôi như thế này. À, có thể cho điều hòa tắt luôn một chút không? Hơi nóng. Hỏi tôi như thế này. Mục sư ơi, em có biết em phải trả lời như thế nào bây giờ cho những câu hỏi mà người ta hỏi em cùng với những người làm việc cùng với em? Người ta nói với em như thế này. Bạn tin Chúa thì bạn cứ tin Chúa thôi. Sao mà cuồng tín vậy? Phải chịu khó đi làm nữa chứ. Mà tôi thấy bạn tin Chúa vài năm nay rồi, 2-3 năm nay để có giàu lên đâu. Và người chị em đó không biết trả lời, phải trả lời như thế nào cả. Đã còn mất thêm tiền nữa anh chị em ạ. Người chị em đó không biết trả lời như thế nào cả. Và tôi hình dung giống như trong câu chuyện của Job vậy. Job anh chị em ạ, có những thời điểm Kinh Thánh chép ông là người giàu nhất vùng gì? Đông Phương. Nhưng mà khi Chúa cho phép, Chúa cho phép những điều xảy ra trên cuộc đời của Job. Và nếu chúng ta đọc trong sách Job chương 30 ấy, thì có những người trẻ tuổi, có những người lớn tuổi, thậm chí những người đó trước kia họ không đủ đẳng cấp với Job, thậm chí không được ngồi cạnh Job, hay là thậm chí những cái con vật ở trong nhà của Job, những người đó không thể sánh kịp nữa cơ. Tôi đọc cho mọi anh chị em nghe một đoạn nhé. Ở trong sách Job chương 30, hãy cùng tôi mở trong sách Job chương 30. Và cái điều số 3 này tôi muốn nhấn mạnh cùng anh chị em. Bởi vì nếu như chúng ta, anh chị, tôi muốn chỉ cho anh chị em ngồi chung với kẻ nhạo báng là như thế nào. Tôi muốn chỉ vào đào sâu trong cái điều này để anh chị em được biết. Tôi xin đọc cho anh chị em tiện theo dõi. Chương 30, câu 1. Nhưng bây giờ, những người trẻ tuổi hơn tôi chế nhạo tôi. Những người trẻ tuổi hơn Job chế giảo Job. Cha ông chúng chẳng là những người mà tôi đã coi thường, không xếp chung với đàn chó chăn bầy của tôi. Cũng không được xếp chung nhá. Những cái người mà đã từng gì, khi mà Job ông thịnh vượng, những người đó còn không được xếp chung với bầy gì, bầy gia súc của Job. Thậm chí Kinh Thánh ở đây xếp là gì, đàn chó nữa cơ. Thậm chí còn thấp hơn ngựa như anh chị em. Tiếp này, sức mạnh của chúng có ích gì cho tôi khi sinh lực chúng không còn nữa, phà phạc khi đói khát và thiếu thốn, chúng gặm đất khô trong hoang mạc tăm tối tiêu điều, chúng hái rau sam biển, chúng hái rau sam biển bên các lùm cây dại và đào rễ cây giếng riêng làm thức ăn, chúng bị đuổi khỏi đồng bào mình, bị la mắng như một tên trộm, chúng phải sống trong các khe suối, trong các hang sâu và giữa các hốc đá. Chúng chù ẻo giữa các lùm cây, chù chéo giữa các lùm cây, chen chúc nhau giữa các bụi gai chọc, là con của người ngu dại, là cháu của kẻ vô danh. Chúng bị tống ra khỏi xứ, thế mà bây giờ con cái chúng đặt vẻ chế giễu, đem tôi ra làm cớ để chê cười. Kẻ nhạo báng là kẻ như vậy đó. Kẻ nhạo báng mà là kẻ gì? Đôi khi lấy danh của Chúa chúng ta là đấng chết thế cho chúng ta. Ồ, tin Chúa Giê-xu à? Tin Chúa Giê-xu thì được cái gì? Phải mải lo mà suốt ngày đến gì? Suốt ngày đến hội thánh mà thờ phượng ngày Chủ nhật. Sao không làm việc đi để kiếm tiền đi? Và anh chị em ơi, có rất nhiều người ngày nay hổ thẹn vì danh Chúa,
sợ bị hổ thẹn với danh Chúa. Khi ngồi cạnh người khác mà họ gì, có thể tạm thời họ thành công hơn chúng ta một chút, nhưng bắt đầu họ lấy danh Chúa, lấy đức tin của chúng ta ra chế giễu. Này có thấy chưa? Thấy cái người bên cạnh chưa? Thấy đây, ví dụ ba người này nói chuyện với nhau. Này khen thấy không, hai người này không tin Chúa đó, họ vẫn thịnh vượng đó, họ còn thậm chí còn làm tốt hơn em đó. Hôm đó tôi nói với anh chị em, anh chị em hãy nhìn lên đây này. Thà về nghe hoặc hát nhạc bolero còn tốt hơn nghe những cái người này nhạo báng Chúa của chúng ta. Amen anh chị em. Tôi biết là chúng ta không nên nghe nhạc bolero và không nên hát, nhưng mà thà tôi về tôi nghe nhạc bolero và đọc sách Khải Huyền là một trong sách khó nhất, còn hơn là nghe mấy người chế nhạo Chúa của tôi. Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, bởi vì những kẻ đó sẽ đánh mất đức tin của chúng ta nơi Chúa, đánh mất đi niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa, và bắt đầu chúng ta so sánh người công chính và người gian ác. Đôi khi chúng ta bị so sánh nhầm. Bởi vì sao? Bởi vì họ sẽ nói như thế này: thấy chưa, không cần tin Chúa, không cần cầu nguyện, mà cũng chẳng cần đọc trường kinh thánh, nó vẫn tình vượng đấy thôi, nó vẫn thành công hơn hơn thậm chí nó hơi mạnh nhé, nó vẫn thành công hơn mày đấy. Thế và lòng tự trọng, lòng tự ái, thậm chí buồn bực, trách móc và đến hỏi mục sư: tại sao tôi yêu Chúa như vậy mà không thịnh vượng hay là có tiền hơn người kia? Hãy nghe, đọc một đoạn nữa thôi thì chúng ta thấy kinh thánh chép này. Chúng nó sẽ như rơm bay trước gió mà thôi. Đừng bao giờ, hãy nghe này, đừng bao giờ chấp thuận để ngồi chung với những kẻ nhạo báng Đức Chúa Trời. Có thể ngày hôm nay chúng ta chưa thành công, không có nghĩa là ngày mai chúng ta không thành công. Hãy nghe này, sự thành công, tôi nói về sự phước hạnh đi. Anh chàng định nghĩa phước là gì? Em định nghĩa phước là gì? Cô nhận định phước nghĩa là gì? Anh Ly định nghĩa phước là gì? Có nhiều người định nghĩa phước như thế này: phước là một năm kiếm được 1 tỷ, phước là phải có nhiều tiền, phải có ô tô đẹp, phải xây được nhà cao, mua được nhiều biệt thự, như vậy là được phước. Nhưng có một số người định nghĩa phước như vậy, họ quay lại họ nhìn gia đình của họ tàn nát, họ quay lại họ nhìn con cái của họ hư hỏng, họ quay lại họ nhìn đức tin của họ không biết ở nơi nào nữa rồi, chấp thuận cả đi chùa, chấp nhận cả một cái từ tên là cả một cái ông gọi là ông bụt nữa, chấp nhận hết. Anh chị em ơi, đời sống đấy không phải là đời sống được phước. Đời sống được phước ở đây ấy, tôi lấy ví dụ, từ khi tin Chúa, vợ chồng tôi yêu nhau hơn. Từ khi tin Chúa, cha mẹ của tôi khỏe mạnh hơn. Từ khi tin Chúa, tôi thấy thực sự là bình an, có niềm vui, tôi có hy vọng vào tương lai hơn. Từ khi tin Chúa, tôi mới thực sự mình bắt đầu may mắn hơn. Những khoản nợ tài chính của tôi trong quá khứ dần dần được thanh khoản, và có những người thông cảm với tôi. Từ khi tôi tin Chúa, nhiều người yêu mến tôi hơn. Như vậy có phải là được phước hơn không? Chị Vân có thấy từ khi tin Chúa chồng chị tốt lên không? Như vậy có phải được phước không? Còn quý giá hơn một ngày chị kiếm được 10 triệu ở phủ. Nếu như kiếm được 10 triệu một ngày mà chồng của mình vẫn lối sống như cũ, nếu kiếm như là 10 triệu một ngày mà con của chị hư hỏng, thì 10 triệu đó có phải là được phước không? Nên đừng bao giờ định nghĩa phước là tiền, cũng đừng bao giờ định nghĩa phước là sự thành công. Đúng, chúng ta sẽ có tiền, cần tiền và cần rất nhiều tiền để hầu về Chúa, để dâng hiến cho hội thánh, nhưng cái đó không phải là cái số một, không phải cái số một. Phước ở đây là thực sự tôi nhận biết Đấng Christ, tôi được sự bình an, tôi có niềm vui hàng ngày. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy, xung quanh tôi là cha mẹ, xung quanh tôi là anh chị em, xung quanh tôi là chồng, là vợ con của tôi, họ chào nhau vào mỗi buổi sáng ngày Chủ nhật. Đó là phước đó anh chị em ạ. Nhưng đừng vội định nghĩa phước là tiền nhé. Kiểu như vậy rất dễ chúng ta sẽ ngồi chung với kẻ nhạo báng đó. Bởi vì kẻ nhạo báng luôn nói về sự thành công,
Tại sao vẫn chưa thấy thành công nhỉ? Tại sao vẫn chưa thấy thành công? Bây giờ là còn là cô truyền đạo nó vẫn phải đi thuê nhà. Tại sao như vậy? Và bắt đầu họ giảm cái giá trị của chúng ta ở trong Chúa đi. Không, giá trị của tôi không phải là cái nhà, giá trị của tôi cũng chẳng phải là cái ô tô, mà giá trị của tôi được gọi là con của Chúa Trời. Hãy nói với người bên cạnh rằng giá trị của chúng ta là ở trong Chúa cơ. Nên đừng bao giờ để người ta đánh giá chúng ta chưa thành công này, chưa nhiều tiền này, chưa làm được việc. Xin lỗi, về nhà hát nhạc Bolero còn sướng hơn. Nghe nhạc Bolero còn sướng hơn nghe những người nhạo báng như vậy. Tránh khỏi chỗ đó đi. Không phải là chúng ta không chơi với họ nữa, nhưng nói thật nhé, không đúng đẳng cấp của chúng ta. Thật sự đó, không đúng đẳng cấp của chúng ta. Tôi đang soạn một bài giảng mà chưa thể giảng được. Đức Chúa Trời, ma quỷ và thế gian. Thực sự là khó để soạn bài giảng này. Nhưng anh chị em ơi, nó khác lắm. Chúng ta dù ở trong thế gian này, nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian này. Chắc chắn là như vậy, chúng ta không thuộc. Nên những gì ở thế gian này không thể đồng hóa với chúng ta được. Không thể. Mặc dù những người bạn của chúng ta họ chưa tin Chúa, chúng ta vẫn phải làm việc với họ, chúng ta vẫn phải nói chuyện với họ, chúng ta vẫn phải thậm chí đầu tư cùng với họ, nhưng chúng ta không ở cùng với họ bằng đức tin, không giống như hòa tan với họ. Mặc dù họ nói như vậy, nhưng mà nói nhiều quá về sự so sánh về đức tin, tốt nhất lánh khỏi những con người đó đi. Bởi vì tôi được xếp vào những người đó, trong những kẻ ác. Kẻ ác là gì? Định nghĩa của kẻ ác, tôi nghĩ rằng một trong những định nghĩa của kẻ ác đó là kẻ chống Chúa, chống nghịch lại đức tin với Đức Chúa Trời. Tôi liệt vào những kẻ ác. Mặc dù có thể là kẻ ác là kẻ giết người, kẻ ác là kẻ chửi rủa, kẻ ác là kẻ mà giống như lừa đảo người khác cũng được gọi là kẻ ác. Nhưng kẻ ác ở đây ở trong Chúa tôi nói là kẻ chống Chúa thì đúng hơn. Và khi chống Chúa, người ta rất dễ đưa đức tin, niềm tin của chúng ta ở nơi Chúa để so sánh. Và khi tôi trả lời cho người chị em đó, không phải tôi khó trả lời, nhưng tôi so sánh đức tin của người chị em đó, tôi tìm hiểu đức tin của người chị em đó hơn là cái câu trả lời. Em hiểu thế nào về Chúa? Người đó cũng học Chính Kinh Thánh rồi. Em hiểu như thế nào về Chúa? Nếu như thực sự Chúa là tất cả của em, thì cái sự thành công em đã có. Bởi vì có Chúa là có tất cả. Nên chúng ta thấy ba cái điều giống như ba cái chỉ dẫn rất là quan trọng để gì? Đời sống có phước. Và tiếp đến giống như một cái sự so sánh nhá. Anh chị em mở trong Thi Thiên chương 1. Tôi chỉ cho anh chị em một cái sự so sánh ở trong Thi Thiên chương 1 ở đây. Anh chị em cố gắng mở trong Kinh Thánh đi, để tôi muốn chỉ cho anh chị em cái sự so sánh ở trong Thi Thiên. Tôi lấy ví dụ như sự so sánh về câu 1 chẳng hạn. Sự so sánh ở trong câu 1. Ví dụ như phước cho những người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Tôi sẽ so sánh với cái phần nhưng vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Hãy nhìn vào câu 4. Kẻ ấy, xin lỗi anh chị em, câu 2 này, nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Câu 1 tôi sẽ so sánh với câu 2. Tôi sẽ so sánh với câu 2. Và từ câu 3 tôi sẽ so sánh với câu 4. Từ câu 5 tôi sẽ so sánh với câu 6. Rất là rõ ràng. Một cột bên này và một cột bên này. Một cột bên số 1, câu số 1 là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác. Giống như kẻ ác này, mưu kế của đường mưu kế này và đứng trong đường tội nhân này, tôi so sánh với những người yêu thích và suy ngẫm luật pháp Chúa ngày và đêm. Có người nói rằng ở trong luật pháp của người Do Thái hay là ở trong Kinh Thánh, ví dụ như vậy, có khoảng 600, hơn 600, khoảng 613 thì phải. Nhưng mà Kinh Thánh ở trong Matthew, ở trong sách Matthew chương 22, từ câu 34 đến câu 39, thì luật pháp hơn 600 chỉ được tóm gọn lại trong hai điều. 600 và bây giờ được tóm gọn lại trong hai điều. 600 đã khó rồi,
Nhưng bây giờ anh chị em dồn tất cả cái 600 đó để đưa vào trong hai điều thì còn khó hơn anh chị em nhá. 600 đã khó rồi, dồn 600 đó vào hai điều thì chắc chắn là không hề đơn giản. Nhưng mà Kinh Thánh rằng nếu mà chúng ta làm cái điều đó thì chúng ta sẽ là người được phước. Tôi có thể đọc cho anh chị em trong sách Matthew nhé. Hãy cùng tôi mà trong sách Matthew đi. Chúng ta cần phải đọc lời Chúa. Matthew chương 22 đi. Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 39. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Anh chị em muốn trở thành người được phước không anh chị em? Amen. Ai muốn trở thành người được trước, được phước giơ tay. Amen. Tôi rất muốn mình không đi theo mưu kế của kẻ ác. Mình không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻo nhạo báng. Mà tôi muốn tôi sẽ vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va. Từ câu 34 có chép như thế này. Hallelujah. Matthew chương 22. Từ câu 34. Khi nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã khiến cho nhóm Sa-đu-xê phải im miệng, thì những người Pha-ri-si họp nhau lại. Một luật gia trong nhóm họ nêu câu hỏi để thử Ngài. Nên một luật gia thì ông biết luật rồi. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều rất nào quan trọng nhất? Đức Chúa Giê-xu đáp, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Suy ngẫm rằng chúng ta phải yêu Chúa hết lòng, hết sức lực, hết tâm trí, hết linh hồn mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy suy ngẫm làm sao mà chúng ta phải yêu Chúa được như vậy. Và điều răn thứ hai, tất cả 613 điều răn kia gồm tóm trong hai điều răn này. Và điều răn thứ hai, lời của Chúa có chép. Điều răn thứ hai, còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy. Ngươi phải yêu người lân cận như gì? Như gì? Như chính mình. Tôi cũng đã có một bài giảng tại đây này. Người lân cận của chúng ta là ai? Đôi khi người lân cận của chúng ta nghĩ là người lân cận của tôi là vợ tôi, người lân cận của tôi là con tôi, người lân cận của tôi là cháu tôi, người lân cận của tôi là gì? Ông tôi. Cũng là người lân cận. Nhưng đôi khi cái người lân cận là cái người chưa chắc đã yêu chúng ta. Cái người lân cận cũng là cái người mà họ đang nghèo và thiếu thốn. Thậm chí người lân cận là người bị mù mắt, bị gì? Què chân. Họ có phải là người lân cận không? Đôi khi chúng ta định nghĩa người lân cận nó gần quá. Người lân cận là cha mẹ và vợ con của tôi. Vậy tôi yêu họ, thế là tôi làm đủ luật pháp rồi. Không. Người lân cận có thể là người mà chúng ta giúp đỡ họ và họ không hề cảm ơn chúng ta một lời nào. Liệu có phải đó là người lân cận không? Chúng ta đôi khi làm ơn cho họ và đôi khi cần họ cảm ơn chúng ta. Điều đó điều bình thường của mỗi một con người, đúng không? Và chúng ta đọc trong Kinh Thánh, người Samari nhân lành, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đưa ra một ẩn dụ về người lân cận rất rõ. Có một người bị cướp ở dọc đường, bị cướp ở dọc đường, dường như anh ta bị đánh gần chết rồi, gần chết ở đó rồi. Thì đầu tiên là một thầy tế lễ đi ngang qua. Anh chị biết thầy tế lễ giống như các ông mục sư, giống như các thầy cô truyền đạo này, đi ngang qua và ngó vào xem cái người bị đánh kia gần chết rồi cướp, định tưởng là gọi 114 đến để cứu thương. Nhưng không, nói rằng thôi cứ làm đấy nhé, tôi đang đi có hội thảo truyền giáo của lợi sống, tôi phải đi đã. Thế là đi luôn. Và hội thảo truyền giáo đó có tiêu đề là làm sao để yêu những người lân cận. Thế là đi luôn. Mà rõ ràng cái người lân cận nằm ở đấy rồi, nhưng mà không yêu. Anh chị biết người thứ hai là người gì không? Người thứ hai là giống như những người hát trong ca đoàn, người Lê Vi. Người người mà dâng lễ ở trong hội thánh, ví dụ như vậy đi. Cũng đến gần. Nhưng đợt này thì khác, có thể nhấc anh ta lên xem có bị làm sao không. Nhưng sau đó cũng bỏ đi. Nhưng có một người Samari. Anh chị em biết đọc Kinh Thánh biết người Samari là người như thế nào rồi đấy. Tôi không nhắc lại. Nhưng không biết người kia. Và đã bế cái người bị cướp kia, mang vào quán trọ. Và nói với quán trọ rằng, cười chủ quán trọ là hãy chăm sóc cho người này.
băng bó vết thương cho người này đi. Không chỉ mang vào quan trọng được, bế cái người mà bị làm kia lên cái con ngựa hay con na của mình, giống như cái dùng ô tô của mình đi, để đi vào quán trọ và dặn quán trọ hãy chữa trị cho người này, và nếu thiếu thêm tiền tôi quay lại tôi sẽ gửi thêm. Thì Chúa Giêsu nói là trong ba người đó thì ai là người lân cận. Và đôi khi chúng ta định nghĩa cái lời lân cận chỉ trong vòng rất nhỏ thôi. Và anh chị em ơi, sự so sánh ba cái điều trong Thi Thiên chương 1 câu 1 và trong Thi Thiên chương 2 vẫn chưa đủ. Và thêm nữa, bắt đầu từ câu 3, người ấy sẽ như cây trồng gần gì? Dòng nước. Anh chị em muốn giống đời sống của mình giống như cây trồng gần dòng nước không? Anh chị em giống muốn mình như cây sung không? Ôi, cây sung thì nhiều quả lắm. Mà tôi thường thấy cây sung họ ở về quê đúng không? Hay trồng ở đâu nhỉ? Ngay bờ ao. Bây giờ này có một ông nào đi ra tưới cây sung bao giờ không? Cạnh bờ ao. Anh ai có thấy điều đó? Tôi chưa thấy người nào mà mang nước ra tưới cây sung ở bờ ao. Hơi tưới cho mày sống nhá, không bị khô. Không, anh chị em, người ta không làm đấy. Bởi vì cái cây đó được trồng gì? Gần dòng nước rồi, gần ao rồi. Sinh bông trái gì? Đúng mùa, đúng thế. Và lá nó cũng chẳng gì tàn héo. Anh chị em cứ hình dung một cơ đốc nhân như thế này. Tôi nói là cơ đốc nhân ở Nga thôi nhé, chứ riêng lời sống thì không bao giờ có. Đặc biệt là cơ đốc nhân ở Việt Nam không bao giờ có kiểu cơ đốc nhân này. Cơ đốc nhân kiểu như này, như một cái cây ấy. Đi cái thế này anh chị em ạ. Nghĩa là cái lá nó bị rũ rồi. Đang nghe là cơ đốc nhân ở thế này, như cái lá rồi trồng ngược bên này, nghĩa là nó xanh tươi tốt. Lúc nào trong thời, trong hiện trạng là tươi tốt. Lúc nào cười tươi tốt. Nhưng mà cơ đốc nhân này còn yểu như thế này thì rõ ràng có vấn đề rồi. Bởi vì một, nó đang nghe kẻ nhạo báng, vừa nghe trong, vừa ngồi chung với một số người đang bình luận về người đức tin, một số đang bình luận về Chúa, một số bình luận về công việc của những người tin Chúa. Nhưng còn phải dâng 1/10, sao đâu phải dâng 1/10 làm gì? Mang 1/10 đó về mua cái gì ngon ngon mà ăn, sao có phải dâng 1/10 làm gì? Bởi vì họ chưa đọc Kinh Thánh Malachi chương 3, câu 8, câu 9, câu 10. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mà cứ ngồi đấy nghe anh chị em mà, thì làm sao chúng ta có thể giống như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa, ra nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc điều mà đều sẽ gì? Thành công. Có khó anh chị em? Google đến phước hạnh có khó? Anh chị em, cá nhân tôi bắt đầu suy nghĩ lại như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại quá khứ của tôi. Đúng thật là mình không sống giống như Thi Thiên chung một. Mình đã ngồi chung với những kẻ nhạo báng. Mình đã ngồi chung với những kẻ mà chống Chúa. Thậm chí còn kết bạn bạn thân nữa cơ. Và gì, mình đã đi theo đường lối của kẻ ác. Mình còn đứng trong đường gì? Tội nhân. Đã dùng cái cân giả để ngẽo một phát thành cái cân thật. Anh chị bạn, đó nó là như vậy đó. Và từ chương 4, từ câu 4 chết như này, kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Anh chị em, người mà người làm nông thì biết rõ, người ta gặt lúa xong còn rơm ấy, người ta phơi vào cuối mùa gặt thì từ đường ra mang rơm, chúng ta về quê và đi đường quốc lộ chúng ta thấy khói bay lên, mà chúng ta biết rằng họ đang gì? Đốt rơm. Khi đốt xong nó còn gì? Còn tro. Và chỉ cần gió khoảng cấp 2, cấp 3 phèo một phát thì làm sao? Bay chẳng còn nhìn thấy rơm ở đâu nữa. Thì Kinh Thánh chép kẻ ác chẳng như vậy đâu, chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Có thể ngày hôm nay họ thành công đó, nhưng họ cứ đi theo mưu kế của kẻ ác, và họ cứ tiếp tục nhạo báng Chúa đi. Tôi thấy những kẻ nhạo báng Chúa, họ đã từng nhạo báng Chúa, họ đã từng chê trách Chúa. Hãy tin tôi đi. Hãy nghe này, hãy tin tôi đi. Những kẻ như vậy, anh chị em sẽ thấy. Tôi không nói lời rủa xả với họ đâu. Những Kinh Thánh chấp như vậy, những kẻ chống Chúa, chắc chắn kết cục của những người đó không hề tốt đâu. Chắc chắn là như vậy. Không hề tốt những kẻ chống Chúa, là còn nhạo báng Chúa của chúng ta. Nhạo báng Chúa của chúng ta là trước mặt chúng ta, và nhiều người khác nữa
để giảm sự uy tín của Jesus Christ. Chúa của cả trời và đất này có người yêu đâu anh chị em? Nói thật đấy, Chúa chỉ búng nhẹ cho cái thôi là xong rồi. Khoanh vùng, ví dụ như nó đứng đây này, kẻ nhạo báng ở đây, khoanh vùng chỗ này không có oxy cái là tắt thở luôn. Chưa cần nói đến búng. Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi thở cũng bằng không khí ta ban cho ngươi. Thế bây giờ ngươi nhạo báng ta là đứng tạo hóa, bịt mũi phát cho giờ thế này. Chúa thì không làm như vậy. Chúa luôn để cho họ có cơ hội ăn năn. Giống như chúng ta xem một cái clip mà người chủ quán cắt tóc với một ông giảng đạo. Có một ngày một ông giảng đạo đứng cắt tóc một quán tóc quen. Mỗi lần đến cắt tóc thì ông thường giảng với Chúa Giêsu. Và ông cắt tóc nói với người giảng đạo: có lẽ không có Chúa, chắc chắn có lẽ chẳng có đứng tạo hóa đâu. Bởi vì người ta vẫn có chiến tranh, bởi vì người ta vẫn có đói nghèo, bởi vì người ta vẫn có bệnh tật, chắc chẳng có Đức Chúa Trời đâu. Và ông giảng đạo định trả lời một câu, nhưng ông nghĩ thôi, lần sau tôi quay lại tôi sẽ trả lời. Và khi ra đến cửa quầy cắt tóc, tôi có một người tóc rất dài, cầm tay đàn. Ông nghĩ ra một cái kế được rồi, mang cái ông tóc dài mang vào trong. Và anh nhìn thấy không? Chẳng có người cắt tóc nào cả. Và tôi là thợ cắt tóc đấy. Anh mà thợ cắt tóc vẫn có người tóc dài đấy này. Hãy bảo những người có tóc dài mang lên đây tôi cắt cho. Thì người giảng đạo cũng nói: có Đức Chúa Trời, hãy để cho người ta đến với Chúa. Hãy để cho những người đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh kia đến với Chúa. Có một Đức Chúa Trời như vậy. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tự nhân, không ngồi chung với kẻ nhà đó. Người đó sẽ như cây trồng gần dòng nước, mà sinh bông trái đúng mùa đúng tên. Nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người nào đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác thì chẳng như vậy đâu. Chúng rác khác nào như rơm rác gió thổi bay đi. Đức Chúa Trời biết đường lối của người công chính. Chúa biết đường lối của anh chị em. Và Ngài sẽ uốn nắn đường lối của chúng ta. Nhưng kẻ ác thì sẽ bị diệt vong. Và kẻ ác thì không được vào hội của những người gì? Công chính. Đấy có sự so sánh. Đường của người công chính Đức Chúa Trời biết. Và đường lối của kẻ ác sẽ bị diệt vong. Đó là sự so sánh ở trong Thi Thiên chương 1. Có cái sự so sánh rất rõ ràng ở đây. Chúa chỉ cho chúng ta những sự so sánh để chúng ta có sự lựa chọn. Nếu chúng ta đi theo đường lối của kẻ ác sẽ là như vậy đấy. Nếu chúng ta đi theo đường lối của Đức Chúa Trời thì đường lối của chúng ta Chúa biết. Những người đường lối của kẻ ác sẽ bị gì? Diệt vong, anh chị em ạ. Nên đường để dẫn tới sự phước hạnh hay là Google Map phước hạnh, tôi tin chắc rằng có 3 cái điều mà chúng ta, đúng là Kinh Thánh còn nhiều điều khác nữa, nhưng nếu như ở trong kinh doanh hay là trong đời sống hàng ngày mà chúng ta không đi theo mưu kế của kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân và không ngồi chung với kẻ nhạo báng, nhưng ngày đêm suy ngẫm luật pháp Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ giống như cây trồng gần dòng nước. Amen anh chị em. Xin mời anh chị em giờ này chúng ta đứng dậy, chúng ta cầu nguyện với Chúa. Tôi muốn chia sẻ lời Chúa rất là đơn giản, thực tế, không phải có quá nhiều những cái điều này điều kia, nhưng rất thực tế thôi. Bởi vì ngày nay, đặc biệt là chúng ta đang đối diện với những khó khăn hiện tại, chúng ta phải công nhận với nhau rằng khắp thế giới đang đối diện với suy thoái kinh tế, được không anh chị em? Đang đối diện. Và khi đối diện với kinh tế như vậy, khó khăn như vậy, và đôi khi chúng ta khó khăn rất dễ, chúng ta sẽ chung đường với kẻ ác, bước theo đường lối của kẻ ác, thậm chí ngồi chung với những kẻ nhạo báng. Nhưng hỡi anh chị em yêu dấu của tôi, kẻ ác rồi sẽ bị diệt vong, còn đường lối của người công chính Chúa biết. Chúa biết khi chúng ta ngồi, khi chúng ta đứng dậy, Chúa biết những sự khó khăn của chúng ta. Và khi Chúa biết, chắc chắn Chúa sẽ mở lối cho chúng ta. Hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cầu nguyện với Ngài
ngay giờ này. Xin hãy giúp chúng con để đường lối của chúng con là đường lối của Chúa. Chúng con bước theo đường lối cùng với Ngài, không ngồi chung chỗ của kẻ nhạo báng. Chúng con yêu thích về luật pháp của Chúa, và hãy giúp chúng con suy ngẫm luật pháp đó ngày và đêm. Chúa ơi, để đời sống của chúng con khác nào như cây trồng gần dòng nước. Chúng con sẽ sinh bông trái, sinh bông trái mỗi một ngày, không chỉ trong công việc, nhưng trong gia đình, trong tính cách, và trên nhiều thứ khác nhau trong đời sống của chúng con. Xin hãy giúp chúng con để bước theo đường lối và bước theo ý muốn tốt lành của Ngài. Hallelujah.